Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chu Du Nghiêm thứ nhất. Tập 126. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian 13 tháng 4 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh ra. Bài kệ tụng thứ 6. Nhất thiết chúng sanh nghiệp sai biệt, tùy kỳ nhân cảm chủng chủng thù, thế gian như thị Phật giai hiện, tịch tỉnh quang thiên năng ngộ nhập. Bài kệ này của Tịch Tỉnh Quang Minh Nhãn Phạm Thiên Dương, kệ tán tụng của Ngài. Trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi vị Thiên Dương đều tượng trưng một quần tộc không giống nhau. Phạm vi tượng trưng của họ rất lớn. Trong quần tộc không giống này lại có rất nhiều quần tộc nhỏ. Người nước ngoài bây giờ thường gọi là văn hóa đa nguyên. Từ đầu đến cuối Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta quả thực nhìn thấy nền văn hóa đa nguyên. Hai bên đều có thể dung hòa lẫn nhau, hiển thị ra một thể đa nguyên. Một thể đa nguyên, quan điểm này mới chính xác, là Phật trí Phật kiến. Ngày nay chúng ta gọi là nhân sinh vũ trụ quan. Quan điểm đối với nhân sinh, đối với vũ trụ, Hoa Nghiêm là viên mãn nhất, chân thật nhất. Pháp môn tu học chứng quả của Thiên Dương là hiện nhất thiết thế gian nghiệp báo tương cát phân biệt giải thoát môn. Trong văn trường Hàn chúng ta học qua, kệ tán tụng của Ngài trên thực tế là các báo cáo tâm đắc tu học của bản thân Ngài, nói rõ thành tựu Ngài đạt được từ các pháp môn này. Vừa mở đầu kệ tụng, nhất thiết chúng sanh nghiệp sai biệt, đây là nói về nhân. Tùy kỳ nhân cảm chủng chủng thù, đây là nói về quả. Bởi vì nghiệp tạo ra không giống nhau thì quả báo hiện không tương đồng. Quả báo này chính là hôm nay chúng ta nói khác biệt trùng trùng. Bây giờ chúng ta đều dùng quần tộc để tượng trưng, để thể hiện quả báo không đồng. Hai câu này nói hết mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Nghiệp cảm nói tỉ mỉ cũng không nói hết. Kinh Phật có nói ví dụ, tất cả chư Phật cùng nói, nói trần nói sát, nói vô nói đoạn, cũng không nói hết.
Phật dùng pháp phương tiện đem những nghiệp này quy nạp, phân thành 10 loại lớn. Cách nói này phương tiện rất nhiều, nhưng chúng ta phải hiểu mỗi loại trong 10 loại là vô lượng vô biên nghiệp cảm khác nhau. Phật nói 10 loại chính là nói 10 loại pháp giới này. 10 pháp giới đều là chúng sanh, Phật cũng là chúng sanh. Nghĩa gốc của hai chữ chúng sanh là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Nói cách khác, phàm là hiện tượng đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh, Phật cũng không ngoại lệ. Do đó chúng sanh ở đây là nghĩa rộng. Phật do nghiệp nhân gì cảm được? Tùy nhân của họ mà cảm. Nhân mới cảm quả, quả chính là hiện tượng. Phật nói chúng ta, nhân này của Phật là bình đẳng. Điều này chúng ta thường đọc thấy trong Kinh Đại Thừa. Nhân của 10 pháp giới tuy rất phức tạp, một nhân quan trọng nhất, chúng ta nói là nhân thứ nhất, một nhân quan trọng nhất, Phật là tâm bình đẳng. Bình đẳng không dễ dàng. Nếu như chúng ta muốn bất hòa, bình đẳng đến từ đâu? Cho nên người chúng ta nói hòa bình an lạc, hòa bình, bình an, an lạc. Chữ phía trước là nhân, chữ phía sau là quả báo. Mọi người chúng ta có thể hòa mới có thể bình đẳng. Tâm mọi người đều bình rồi thì mới an. Hôm nay chúng ta nói cầu nguyện xã hội an định, thế giới hòa bình. Dùng phương pháp gì mới thật sự có thể thực hiện được nguyện vọng này? Mọi người đều có thể chung sống hòa thuận, tâm đều có thể bình đẳng. Thì thực hiện được an và lạc. Cho nên nếu muốn chung sống hòa thuận, nếu muốn tâm địa mọi người bình đẳng, các vị thử nghĩ sự việc này dùng phương pháp gì mới có thể đạt được? Ngoại trừ dạy học ra không có phương pháp thứ hai. Cho nên một câu nói của cổ thánh tiên hiền trở thành trung tâm triết học giáo dục của Trung Quốc. Triết học giáo dục Trung Quốc chính là học ký trong lễ ký. Học ký là triết học giáo dục của Trung Quốc. Một câu quan trọng nhất bên trong chính là xây dựng đất nước, dạy học làm đầu. Quý vị thành lập một chính quyền, xây dựng một quốc gia, lãnh đạo lão bá tánh, việc gì quan trọng nhất? Giáo dục. Cho nên trong chế độ chính trị của ngày xưa, xếp giáo dục thứ nhất. Thời xưa quản lý tất cả công việc quốc gia, bây giờ gọi là
diện quốc vụ, trước đây gọi là tướng phủ. Tể tướng trước đây chính là thủ tướng bây giờ. Công việc thời xưa không giống bây giờ phức tạp như vậy. Phân sáu bộ, trong sáu bộ lễ bộ là thứ nhất. Lễ bộ chính là bây giờ chúng ta nói bộ giáo dục. Họ xếp bộ giáo dục vào vị trí thứ nhất. Đây là coi trọng giáo dục. Lễ bộ thượng thư chính là bộ trưởng bộ giáo dục. Địa vị của họ cao nhất trong sáu bộ. Trong buổi họp, ông ngồi ghế chủ tịch, địa vị ngang với tể tướng. Có thể thấy Trung Quốc từ xưa đến nay coi trọng giáo dục. Điều này đáng để chúng ta lưu ý. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vô cùng coi trọng giáo dục. Ngay cả quốc vương cũng không cần làm, tướng quân cũng không làm. Tự mình làm việc này, điều này càng khó được. Suốt đời làm công việc giáo dục xã hội, chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều trong buổi giảng về điều này. Chỉ có giáo dục khiến tất cả chúng sanh khai ngộ, tâm mới có thể bình đẳng. Phần tử trí thức cao cấp, thời xưa giai cấp sĩ đại phu, trong Phật Pháp nói Bồ Tát, Thanh văn duyên giác Bồ Tát. Thanh văn duyên giác Bồ Tát trong Phật Pháp tương đương với tên gọi học vị trong giáo dục bây giờ, không phải tượng trưng phương thức sinh hoạt ngành nghề của người thời nay. Không tượng trưng cho những điều này, nó là một loại học vị. Quý vị tu học đến một giai đoạn nào đó, thật sự đạt đến hòa thuận, cho nên Phật Pháp quý vị xem Phật chế định giới luật cho học trò chúng ta. Giới luật chính là khuôn phép cuộc sống của chúng ta, cần phải tuân thủ ngũ giới thập thiện, sáu phép lục hòa. Thật sự có thể làm được viên mãn mới có thể lấy được học vị thứ nhất, có thể sống chung hòa thuận với tất cả chúng sanh. Điều này mới lấy được học vị thứ nhất. Quý vị thật sự giác ngộ, đây là chánh giác, là quả nhỏ. Lúc này tâm có bình đẳng hay không? Vẫn chưa. Tâm A-la-hán, Bích Chi Phật chưa bình đẳng. Thấy từ chỗ nào? Quý vị xem tướng mạo. Tướng mạo không giống nhau, không bình đẳng. Tướng tùy tâm chuyển. Tướng của Bồ Tát đều gần như nhau. Chúng ta thử xem tạo hình của Bồ Tát, tướng mạo đều vô cùng lương thiện, đều là tướng mạo gần như nhau. Tâm bình rồi thì tướng mạo gần như nhau. Cho nên Bồ Tát gọi là chánh đẳng chánh giác. A-la-hán Bích Chi Phật chỉ gọi là chánh giác, vẫn chưa có đẳng. Họ chỉ đạt được sống chung hòa thuận với tất cả chúng sanh, vẫn chưa làm được bình đẳng. Bồ Tát mới bình đẳng. Bồ Tát đang tu bình đẳng. Bình đẳng đạt đến viên mãn chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có gì cao hơn điều này. Đạt đến cứu cánh viên mãn.
Cho nên tâm Phật là bình đẳng, tâm bình đẳng là chân tâm, tâm bình đẳng chính là chân như tự tánh. Nói thật ra tâm này vốn là bình đẳng. Quý vị xem Ngài Huệ Năng giảng trong đàn kinh, xưa nay không một vật, xưa nay không một vật, không phải là thanh tịnh bình đẳng sao? Cho nên đến Như Lai quả địa mới gọi Phật Phật đạo đồng. Đó là sự thật chứng được thanh tịnh bình đẳng giác. Bồ Tát tuy bình đẳng, họ chỉ tiếp cận bình đẳng, chưa đạt đến bình đẳng cứu cánh viên mãn. Họ đang tu thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên các vị phải hiểu được thanh tịnh bình đẳng giác chính là tự tánh, chính là chân tâm. Đây là đưa ra một ví dụ. Tất cả đạo thế xuất thế gian, tức là tất cả pháp môn tu hành, bây giờ chúng ta mất đi đức năng của tự tánh, bị mất đi. Làm sao mất đi? Chúng ta có vọng tưởng. Có vọng tưởng rồi thì không có giác. Từ trong vọng tưởng sanh ra phân biệt. Có phân biệt thì không bình đẳng. Phân biệt có cao thấp thì không bình đẳng. Từ phân biệt tiếp tục xuất hiện chấp trước. Chấp trước là tạo nghiệp. Thì không thanh tịnh. Làm cho thanh tịnh bình đẳng giác đầy đủ ở trong bổn tánh của chúng ta đánh mất đi hoàn toàn. Cái mất này là quên mất, không phải thật sự mất đi. Chỉ cần chúng ta khôi phục tánh đức cùng chư Phật Như Lai không có hai. Làm sao khôi phục? Làm mất đi chướng ngại thì được. Chỉ cần làm mất đi vọng tưởng, mất đi phân biệt, mất đi chấp trước thì khôi phục được rồi. Tất cả chấp trước mất đi thì tâm được thanh tịnh. Trong chấp trước đầu tiên là chấp ngã. Năm đó tôi học Phật, năm tôi 26 tuổi nghe được Phật Pháp. Nhân duyên của tôi rất tốt. Nghe được Phật Pháp khoảng một tháng thì quen biết Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu buông bỏ. Tôi thỉnh giáo Ngài hạ thủ từ đâu? Ngài dạy tôi bố thí. Trong sáu cương lĩnh tu học của Bồ Tát, thứ nhất là bố thí ba la mật. Dùng phương pháp này để buông bỏ. Quý vị buông bỏ một phần thì giúp quý vị nhìn thấu một phần. Nhìn thấu hơn một phần thì chịu buông bỏ hơn một phần. Cho nên nhìn thấu và buông bỏ bổ sung cho nhau thành tựu. Từ sơ phát tâm cho đến Như Lai quả địa, tu cái gì? Không gì khác, chính là nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là gì? Nhìn thấu là sáng suốt đối với chân tướng sự thật. Giác ngộ. Làm rõ ràng, đây là nhìn thấu. Buông bỏ là không tiếp tục chấp trước,
không tiếp tục phân biệt, không tiếp tục khởi vọng tưởng, đó là buông bỏ. Cho nên cái đầu tiên quan trọng nhất là ngã và ngã sở. Ngã là chấp trước cái thân này là ta, niệm niệm đều muốn vì thân này, quý vị không buông được cái thân này phiền phức. Ngã sở là sở hữu của tôi, tài sản là sở hữu của tôi, quyến thuộc là sở hữu của tôi, địa vị là sở hữu của tôi, tất cả những thứ này là sở hữu của tôi, gọi là ngã sở. Đây là vật ngoài thân. Buông bỏ, buông bỏ từ chỗ nào? Đầu tiên bắt đầu buông từ vật ngoài thân, tương đối dễ dàng. Nhìn thấu đối với tất cả vật ngoài thân, nhìn vững dưng, đừng để tâm, sau đó có thể từ từ xả thân. Thân cũng không chấp trước, quý vị sẽ được tự tại. Thường xuyên nghĩ đến chấp thân này, muốn bảo dưỡng cái thân này, đây là tăng trưởng ngã chấp. Thân có thể giữ được mãi không? Nói cho các vị giữ không được. Mọi người học Phật đều hiểu, cái gọi là một ngụm nước, một miếng ăn, tất cả đều do tiền định. Đọc thử Liễu Phàm Tứ Quấn là hiểu được. Cho nên tôi thường khuyên người sơ học, bắt đầu đọc sách gì? Đọc Liễu Phàm Tứ Quấn, đọc 300 lần Liễu Phàm Tứ Quấn. Quý vị đọc ít thì không có ấn tượng, lúc đọc nhiều ấn tượng rất sâu, quý vị mới có thể giác ngộ, mới có thể hiểu được thân này là thân nghiệp báo. Tất cả do số mệnh định sẵn. Số mệnh ai định sẵn cho quý vị? Nghiệp của bản thân tạo trong đời quá khứ định sẵn. Chúng ta muốn tốt phải thế nào? Làm cho nghiệp này chuyển biến thì sẽ tốt. Nếu chúng ta muốn thân thể mình khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh trường thọ, không dễ dàng già yếu, tâm thanh tịnh là tốt, tâm từ bi là tốt, bệnh tật từ đâu đến? Đến từ phiền não. Thật sự là đến từ phiền não phân biệt chấp trước. Không cần đi tìm cầu tiên đơn diệu dược trị không khỏi sanh mạng, quý vị. Nếu như tiên đơn diệu dược có thể kéo dài thọ mạng của quý vị, thì luật nhân quả bị lật đổ. Vậy thì nghiệp nhân nói không thông. Cho chúng ta hiểu được, thầy thuốc có cao minh hơn, chỉ có thể trị bệnh, không thể kéo dài sanh mệnh. Sáng suốt đạo lý này là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, không tiếp tục làm những phiền não này. Thân này của quý vị nhẹ nhàng, không tiếp tục gây ra những sự phiền phức này, thì tâm dần dần khôi phục thanh tịnh, khôi phục bình đẳng. Tự nhiên quý vị có trí tuệ, khai ngộ. Chúng ta trong kinh điển, các vị tỉ mỉ đọc tụng, quan sát, trong cuộc đời Phật Thích Ca Mâu Ni có đi tìm qua chất dinh dưỡng gì để dưỡng bản thân không? Để tẩm bổ không? Không thấy. Thân thể người khỏe như vậy, thân thể khỏe mạnh là nghiệp báo. Phật dạy cho chúng ta
Tài sản đến từ chỗ nào? Do bố thí tài. Bố thí tài là nhân, được giàu sang là quả báo. Thế gian có rất nhiều tỷ phú, phú ông phát tài lớn, đời trước bố thí nhiều, là do nhân này. Không phải nói họ có vận tốt gì. Người vận tốt rất nhiều, tại sao không phát nổi tài? Người thông minh rất nhiều cũng không phát tài được, tại sao cứ là họ phát tài? Quá khứ đã trồng nghiệp, nghiệp sai biệt. Thông minh trí tuệ là quả báo, bố thí pháp là nhân. Đời trước tu bố thí pháp, đời này được thông minh trí tuệ. Đời trước tu bố thí vô ý, đời này được khỏe mạnh trường thọ. Nó có đạo lý ở chỗ này. Nếu hiểu rõ được đạo lý này, quý vị phải nghiêm túc tu học. Trong nhà Phật có cầu tất ứng. Chúng ta muốn cầu làm Phật, không có gì khác, tu thanh tịnh bình đẳng giác, thì quý vị làm Phật. Thanh tịnh bình đẳng giác là nhân làm Phật. Bây giờ chúng ta đang học bộ kinh này. Kinh Vô Lượng Thọ chính là kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta mặc dù đang học, đang học tập, học vẫn chưa giống, vẫn chưa đủ. Cho nên quả báo của chúng ta vẫn chưa đạt được. Phải làm thế nào mới có thể thu được quả báo này? Tăng cường học, cố gắng học, học tập chăm chỉ, thì quả báo này sẽ hiện tiền trong đời này. Cho nên nếu không rõ đạo lý này, thì quý vị rất khó để có đầy đủ những nghị lực quyết tâm để học tập. Đạo lý sáng suốt rồi, quý vị sẽ cố gắng chăm chỉ đi làm, quý vị mới thật sự hiểu rõ vô số cách nghĩ, cách làm sai lầm của người thế gian. Đều tìm kiếm ở trên mỗi cành mỗi lá, không tìm được gốc rễ, giải quyết không được vấn đề. Nghiệp nhân của Bồ Tát là gì? Bồ Tát là một chủng loại khác. Phật nói với chúng ta, Bồ Tát tu học lục độ. Lục độ là nghiệp nhân của Bồ Tát. Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Đẳng là bình đẳng. Chánh là thuần chánh không tà. Đẳng là đồng đẳng Như Lai. Họ dùng phương pháp gì để đạt được? Phật nói với chúng ta, họ sáng suốt, họ hiểu được, họ tu bố thí, trì giới, dẫn dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Trong sáu cương lĩnh này, lấy trí tuệ làm chủ. Năm điều ở trước đều là sự tướng, tu trên sự. Trí tuệ bát nhã là lý. Trong sự tướng chứa đầy trí tuệ chân thật, đây là Bồ Tát. Chúng ta hôm nay tu bố thí, bố thí không có trí tuệ, cho nên chỉ có thể được phước báo hữu lậu của tam giới.
Phước báo này không thể vượt qua luân hồi lục đạo. Đây chính là điều mà Đại sư Huệ đang nói. Sự việc này là chỉ sanh tử đại sự, phước không thể cứu. Phước báo dù lớn cũng không có biện pháp giúp quý vị thoát ly lục đạo luân hồi. Nếu muốn xuất ly lục đạo, nhất định cần trí tuệ. Trí tuệ chân thực có thể giúp quý vị, phước báo không được. Cho nên tu phước đương nhiên quan trọng, tu huệ càng quan trọng hơn. Phật dạy chúng ta phước huệ song tu thì quả báo thù thắng. Cho nên quả báo của Như Lai thị hiện gọi phước huệ nhị túc tôn, phước đức và trí tuệ đều viên mãn. Nếu muốn làm Bồ Tát, quý vị phải học tập chăm chỉ. Thực hành sáu cương lĩnh này, thật sự chịu bố thí, quan hệ bố thí, gặp phải những việc này thì sẽ tận tâm tận lực đi bố thí. Nhưng bố thí không phải là mù quáng, mà cần có trí tuệ. Trong một năm, hai năm trước đây, có thể nói kinh tế toàn thế giới không thịnh vượng. Vận động quyên góp tương đối khó khăn. Nhưng chỉ cần thật sự chịu phát tâm, tự nhiên có Phật Bồ Tát gia trì. Phật Bồ Tát sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Điều này cũng do Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Ngay cả tôi xuất gia cũng do Đại sư Chương Gia dạy. Xuất gia không cần đi tìm pháp sư, không cần tìm đạo tràng, và đến chỗ nào xuất gia cầu Phật Bồ Tát. Nếu quý vị xuất gia muốn đi tìm một vị pháp sư xuất gia với họ, nếu họ không đồng ý, không phải quý vị liền sanh phiền não hay sao? Tôi nghĩ không sai, họ không đồng ý, tôi thực sự sanh phiền não. Ngài nói ông không cần tìm, cầu Phật Bồ Tát. Cơ duyên chín muồi rồi, Phật Bồ Tát sẽ thành tựu việc này. Tôi suy nghĩ rất có đạo lý, liền làm thử xem sao. Thật sự có suy nghĩ này, thật sự có nguyện vọng này, cho nên cảm được sư phụ thế pháp của tôi sai người tìm đến mời tôi xuất gia, mời tôi 9 lần. Tôi thấy tâm họ rất chân thành, tôi mới đồng ý. Điều này đều do Đại sư Chương Gia dạy, không phải tôi đi tìm họ mà họ tìm tôi. Cho nên tôi liền bàn điều kiện, tôi xuất gia không làm kinh sám, không làm Phật sự, không làm những điều này. Họ đều đồng ý toàn bộ, tôi mới xuất gia. Thật sự là trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Nếu thật sự phát tâm thì tự nhiên cảm được tam bảo gia trì. Khi duyên không chín muồi, đây là nghiệp chướng, không phải bản thân có nghiệp chướng, vậy chính là chúng sanh có nghiệp chướng. Nếu như nghiệp chướng tiêu trừ, tất cả thiện duyên tự nhiên thành tựu. Quý vị nói điều này tốt biết bao. Giữ giới, dùng lời lẽ bây giờ để nói, chính là giữ pháp, giữ quy củ. Giáo giới của Phật chúng ta cần tuân thủ, chúng ta phải làm nghiêm túc. Bây giờ chúng ta đang ở thế gian này, thế gian này là pháp duyên của chúng sanh. Duyên có vô số sai biệt, cho nên sinh sống ở chỗ này, pháp luật nơi đó, phong tục tập quán nơi đó,
quan niệm đạo đức nơi đó, chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải tuân thủ, mới có thể chung sống hòa thuận với những người ở chỗ này, mới có thể được sự quan ngênh của họ. Chúng ta tu học Hoằng Pháp thì sẽ có được sự ủng hộ của họ mà không có chướng ngại. Cho nên ý nghĩa dự giới là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Nhẫn nhục chính là có lòng nhẫn nại. Bất luận là làm việc gì phải có lòng nhẫn nại. Duyên chưa chín mùi nhất định không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng chỉ tạo thành chướng ngại. Sẽ không làm cho duyên này chín mùi sớm hơn. Không thể. Cho nên nhất định cần có lòng nhẫn nại. Nếu có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, mới có thể thúc đẩy duyên từ từ. Thứ tư là tinh tấn. Tinh là thuần mà không pha tạp. Tấn là tiến bộ. Hôm nay chúng ta nói thâm nhập một môn, trường thời huân tu, chính là ý nghĩa tinh tấn. Cho dù Phật Pháp hay là Thế Pháp, nếu muốn có thành tựu, đều không thể tách rời nguyên tắc này. Đặc biệt là trong thời đại bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển, phân công càng ngày càng nhỏ. Cho nên tinh tấn đối với người bây giờ mà nói, khái niệm có lẽ rất là rõ ràng. Tinh chuyên một môn. Trong Phật Pháp, mục đích của nó là khai ngộ. Mục đích là minh tâm kiến tánh. Lúc thực sự đạt đến kiến tánh, hết thảy mọi pháp môn đều có thể thông suốt. Điều này là cổ đức nói: một kinh thông, tất cả kinh thông. Một pháp môn thông đạt, tất cả pháp môn đều thông đạt. Tuy tất cả kinh luận đều thông đạt, tất cả pháp môn cũng thông đạt, vì giáo hóa sơ học, quý vị vẫn phải thị hiện thâm nhập một môn. Nếu không thì học sinh không phục. Quý vị dạy tôi học một loại, bản thân quý vị học nhiều như thế, trong tâm họ liền hoài nghi, trong tâm họ không bình an, thì đối với việc học của họ sinh ra chướng ngại. Chúng ta nhìn thấy nhiều người như thế trong Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị đừng nhìn thấy thân phận thiên dương của họ. Thân phận thần chúng, thật ra họ đều là cổ Phật tái sanh, không phải người phàm. Mỗi vị đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Đáng dùng thân thiên dương để độ thì họ hiện thân thiên dương. Đáng dùng thân quỷ thần để độ thì họ hiện thân quỷ thần. Trên thực tế, toàn bộ đều là chư Phật Như Lai. Họ vẫn cứ thị hiện một pháp môn, thị hiện một loại thân phận. Điều này chính là dạy chúng ta tinh tấn, làm tấm gương tinh tấn, mô phạm tinh tấn. Nếu chúng ta thể hội được ý nghĩa này, thì chúng ta học tập không có chướng ngại, nghi hoặc lo lắng. Xây dựng lại tín tâm, nguyện tâm vô cùng quan trọng.
bản thân chúng ta sau này thành tựu, thông đạt tất cả, cũng sẽ thị hiện một môn. Giống như chư Phật Bồ Tát ở đây, không có gì khác biệt. Thiền định cũng là nghĩa rộng, làm chủ được tâm mình. Thiền định là gì? Không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Trong tâm không sanh phiền não, không khởi tham sân si mạng, gọi là thiền định. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh không khởi tha mái, nghịch cảnh không khởi sân nhuế. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, đây là thiền định. Ngoài không chấp tướng gọi là thiền, trong không động tâm là định. Cho nên thiền định không phải mỗi ngày ngồi xếp bàn quay vào vách, không phải vậy. Bát nhã là trí tuệ, năm điều phía trước chứa đầy trí tuệ cao đột. Người này gọi là Bồ Tát. Tu nghiệp này đạt được quả báo chính là Bồ Tát. Tiếp phía dưới, duyên giác tu 12 nhân duyên. Giác ngộ từ trong nhân duyên gọi là duyên giác. Giác ngộ từ trong tứ đế gọi là thanh văn. Điều này là chúng ta nói tứ thánh pháp giới vẫn chưa tách rời nhân duyên quả báo. Hướng xuống lục đạo, trong lục đạo thù thắng nhất là cõi trời. Trời cũng rất phức tạp, rất nhiều chủng loại. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết có 28 tầng trời. 28 tầng chia làm 3 loại lớn: trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Cho nên thật sự có trời không phải giả. Thật sự có Thượng Đế. Lúc chúng tôi tiếp xúc với Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, họ tin Thượng Đế. Tôi tin tưởng thành khẩn hơn quý vị, không giả chút nào. Tôi yêu kính đối với Thượng Đế vượt qua các vị. Tại sao? Chúng ta đối với tình hình này hiểu biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Trời dục giới phải tu thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo, nhưng mà chỉ tu thiện thôi, quý vị sanh thiên chỉ có thể đạt đến tầng thứ hai của trời dục giới. Chúng ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế, trời Đao Lợi. Đây là dựa vào phước, tu thiện tu phước. Hướng lên trên vẫn phải tu định. Nói cách khác, tâm của ta không thanh tịnh thì quý vị không có biện pháp nâng cao. Thanh tịnh là định. Quý vị tùy theo trình độ không đồng của tâm thanh tịnh, sanh lên tầng trời không giống nhau. Bốn tầng trời trên dục giới, dạ ma, đâu xuất, quá lạc thiên, tha quá thiên. Bốn tầng trời này gọi là vị đáo định. Quả thật họ tu thiền định, công phu thiền định cạn không sâu. Nói cách khác, dục là dục vọng. Nói đơn giản một chút, tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần.
Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Ở đây nói sắc là sắc của nam nữ, vẫn chưa buông bỏ dục vọng này thì quý vị chưa rời khỏi dục giới. Đây là một giới hạn. Thật sự buông bỏ tài sắc danh thực thùy, bày ra trước mắt không động tâm, quý vị vượt qua dục giới đi đến sắc giới. Thiền định trong sắc giới coi là thành tựu. Quý vị đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, công phu thiền định càng ngày càng sâu, cảnh giới quý vị càng ngày càng tăng lên phía trên. Phật dạy cho chúng ta đạo lý này, chúng ta suy nghĩ quả thực hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Sanh lên cõi trời là đi như thế. Quý vị nhất định phải có loại công phu của thiên nhân, tiêu chuẩn của đức hạnh, thì tự nhiên sẽ tương ưng với họ. Nói yêu kính đối với Thượng Đế, tâm đó là sanh một cách tự nhiên, không miễn cưỡng chút nào. Không những yêu Thượng Đế, họ còn yêu tất cả chúng sanh. Họ có thể yêu tất cả chúng sanh, làm gì có đạo lý không yêu Thượng Đế. Cho nên Phật Pháp nói lý viên mãn, nói rất chu toàn. Chúng ta nhất định đi thể hội tỉ mỉ, tư duy tỉ mỉ. Lý sáng suốt rồi thì tâm của chúng ta an định, liền phát nguyện y giáo phụng hành. Cho nên không dễ dàng lên trời sắc giới. Chúng ta thử nghĩ, trên sự chúng ta diễn ly ngũ dục lục trần, còn tâm thì sao? Khi tiếp xúc trong tâm còn có suy nghĩ này không? Nếu như vẫn còn suy nghĩ này, quý vị vẫn ở dục giới, không có năng lực vượt qua dục giới. Nếu từ chỗ này các vị quan sát tỉ mỉ mới biết được sanh lên trời sắc giới khó hơn giảng sanh thế giới cực lạc. Giảng sanh thế giới cực lạc có thể đới nghiệp, mang theo dục vọng của quý vị. Trời sắc giới không mang dục vọng. Phiền não của người trời sắc giới đã đoạn chưa? Chưa đoạn. Nhưng họ đều phục. Công phu thiền định của họ quả thực có thể khống chế, giống như lấy đá đè cỏ, đè bẹp nó, không cho khởi hiện hành. Dù cho tiếp xúc ngũ dục lục trần, họ thật sự không động tâm. Đây là công năng chế ngự của định. Nếu như chúng ta có loại năng lực này, thật sự làm cho phiền não đè nén lại, các vị phải hiểu được sẽ giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc phẩm vị cao. Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, nói thật với quý vị, năng lực chế ngự phiền não đối nghiệp giảng sanh. Khi nào chế ngự? Trong một niệm giảng sanh, chính là một sát na. Trong một niệm này phiền não không khởi hiện hành, quý vị giảng sanh rồi. Nhưng mà một niệm này là lúc mấu chốt, chúng ta có nắm bắt được trong lúc giảng sanh hay là không, vậy thì rất khó nói. Cho nên bình thường phải dụng công, giống như luyện binh, bình thường phải huấn luyện. Nói cách khác, đối với ngũ dục lục trần càng phai nhạt thì cơ hội của quý vị sẽ càng lớn. Nếu như triệt để buông bỏ
thì quý vị giảng sanh tự tại, muốn đi khi nào thì đi khi đó, hoàn toàn không có chướng ngại. Vậy giống như chúng ta nói, công phu niệm Phật của quý vị có công hiệu. Nhà Phật nói công phu thành phiến. Công phu thành phiến là nhất tâm bất loạn cạn. Cạn cũng phân đẳng cấp. Đẳng cấp cao chắc chắn trong tất cả cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự đều có thể làm được, không động tâm, không khởi suy nghĩ, nhất định giảng sanh. Hơn nữa giảng sanh phẩm vị cao, cho nên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc dễ dàng hơn nhiều so với sanh lên trời sắc giới. Nhưng mà có rất nhiều người thế gian đối với những chân tướng sự thật này không có hiểu biết triệt để. Họ muốn sanh thiên, không chịu giảng sanh thế giới Cực Lạc. Do họ hướng đến cảnh trời, không nhận thức rõ ràng đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này sai rồi, sai lầm lớn. Bởi vì quý vị sanh đến trời sắc giới, sau khi thọ mạng kết thúc, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyệt nói rất rõ ràng, nói rất nhiều. Đây không phải là biện pháp cứu cánh. Trong lục đạo, dưới cõi trời là đường Atula. Nói thật ra, nghiệp nhân quả báo của Atula, Thế Tôn giảng rất tường tận trong kinh Lăng Nghiêm, giảng rõ ràng nhất. Atula trong năm đường, ngoại trừ địa ngục ra, cõi trời có Atula, cõi người cũng có Atula. Đường súc sanh ngạ quỷ đều có Atula. Tu La là loại tánh chất gì? Họ có phước nhưng không có đức. Họ tu phước báo. Lúc tu phước, họ mang theo ngạo mạn, tự đại, hiếu thắng, không xả bỏ những phiền não này. Cho nên lúc được phước báo, loại phiền não này sẽ khởi hiện hành. Căn cứ vào tập khí ngạo mạn, có hành vi hiếu thắng, trong kinh chúng ta nói lục đạo, nói Atula là nói Atula cõi trời. Tu La trong nhân gian đều quy ở cõi người. Súc sanh quy súc sanh đạo, ngạ quỷ quy ngạ quỷ đạo. Không nói đơn lẻ. Nói đơn lẻ là chỉ thiên Atula. Họ có phước trời, có phước báo trời người, có phước báo thiên dương, nhưng không có đức hạnh của thiên dương. Đức hạnh của thiên dương là từ bi hỷ xả. Họ hiếu thắng, thích đấu tranh, hiếu thắng. Cho nên dục giới đao lợi thiên, đao lợi thiên chủ cũng thường xuyên xung đột với Atula, thậm chí phát sinh chiến tranh. Đi lên trên phải tu thiền định. Định có thể phục phiền não. Cho nên chúng ta suy nghĩ, có thể suy đoán từ trên lý luận này, từ trời dạ ma trở lên, dù có Atula cũng sẽ không có chiến tranh. Tại sao? Họ có công năng định. Định có thể phục phiền não.
nhưng không có ở trời tứ dương và trời đao lợi. Vì họ không có công phu thiền định, loại hiện tượng này rất có khả năng phát sinh. Nhân đạo tu ngũ giới thập thiện, chúng ta thử nghĩ năm giới thập thiện chúng ta làm được bao nhiêu. Bản thân bình tĩnh để phản tỉnh có thể cho bao nhiêu điểm? Nếu như ngũ giới thập thiện thật sự có thể đạt được 80 điểm, có thể giữ được thân người, đời sau vẫn có thể được thân người. Nếu như quý vị nói được 60 điểm, không đáng tin cậy, bản thân cho điểm của bản thân rất rộng, không đáng tin cậy. Thật sự có thể làm được 80 điểm, đời sau có thể được thân người. Nếu như muốn sanh thiên, đó là 100 điểm, không thể thiếu một điểm. Ngũ giới thập thiện làm được 100 điểm, người này nhất định sanh thiên. Ba đường trở xuống, ba đường nghiệp nhân nặng nhất là tham sân si. Tham là nghiệp nhân ngạ quỷ, sân nhuế là địa ngục, ngu si là súc sanh. Thông thường chúng ta đều nói người chết rồi thì làm ma. Luân hồi lục đạo, tại sao không nói người chết rồi sanh thiên mà nói người chết rồi làm ma? Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, lời nói này cũng không vô lý. Quý vị xem người nào không tham? Lòng tham là nghiệp thân của ngạ quỷ. Người thế gian tham danh văn lợi dưỡng, tham ngũ dục lục trần, thậm chí học Phật Pháp mà vẫn tham Phật Pháp. Tham Phật Pháp cũng biến thành ngạ quỷ. Không phải nói đối tượng tham của quý vị là lòng tham của quý vị, lòng tham chính là tâm quỷ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tham Phật Pháp, tham thiện Pháp có phước báo ở trong đường quỷ. Tóm lại mà nói là họ rơi vào đường quỷ. Nếu là tham tà ác thì ở trong đường quỷ thọ tội quỷ đói. Trong kinh Phật nói đường quỷ có đa tài quỷ, thiếu tài quỷ, vô tài ngạ quỷ. Đó chính là đối tượng tham của quý vị. Quý vị ham muốn thiện pháp thì sau này quý vị làm đa tài quỷ, thiếu tài quỷ. Quý vị tham ác pháp thì đó là ngạ quỷ, vậy thì rất đáng thương. Đây là đem tất cả nghiệp sai biệt của chúng sanh nói sơ lược qua. Đây là chân lý, là sự thật chân lý. Chúng ta sáng suốt những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, bản thân chúng ta trong đời này sẽ cẩn thận khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Hiểu được lục đạo là tâm hạnh bản thân biến hiện ra. Mười pháp giới cũng do tâm hạnh bản thân biến hiện ra. Tại sao không học tốt? Tại sao phải làm ác? Cho nên thật sự tham thấu rồi, nhất định sẽ không tiếp tục làm ác.
đoạn ác tu thiện, không cần người ta khuyến khích, tự nhiên chúng ta sẽ làm. Bản thân vẫn chưa làm được, quý vị đối với lý luận chân tướng sự thật này vẫn chưa hiểu rõ ràng, chưa thấu triệt. Thật sự hiểu rõ ràng, hiểu thấu triệt thì làm gì cần người đi khuyên? Không cần thiết. Cho nên quý vị rốt cuộc hiểu biết bao nhiêu, hiểu rõ bao nhiêu, xem từ chỗ nào, xem quý vị làm được bao nhiêu. Vấn đề này thời trẻ tôi và đại sư Chương Gia thảo luận qua, kết luận đại sư Chương Gia nói Phật pháp khó hiểu dễ hành. Phật pháp quả thực hiểu khó, làm không khó. Phàm thánh chỉ ở trong một niệm, chuyển biến vô cùng nhanh chóng. Tại sao không xoay chuyển lại được? Quá khó hiểu. Quý vị không hiểu biết. Chính bởi vì như vậy, 49 năm Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp hiểu khó. Phật Thích Ca Mâu Ni không có lãnh đạo mọi người cùng nhau tu tập, trên kinh Phật chưa từng thấy qua. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc nào cùng chúng ta ngồi qua thập thất, nhập thiền thất. Nếu có như vậy, trong kinh Phật đáng lẽ ra đặc biệt ghi chép để lại, không có. Tại sao không có? Làm dễ dàng. Chỉ cần làm cho suy nghĩ quý vị xoay chuyển lại, toàn bộ hành vi của quý vị liền xoay chuyển. Lời nói từ miệng, tạo tác từ thân, đều do ý đang chỉ huy. Ý chính là suy nghĩ. Ở đây suy nghĩ đang phát hiệu ban lệnh, nó đang chi phối. Xoay chuyển suy nghĩ lại thì tự nhiên hành vi của quý vị xoay chuyển lại. Phật hiểu được đạo lý này, cả đời giúp mọi người xoay chuyển quan niệm sai lầm, cách nghĩ sai lầm của chúng ta, quan điểm sai lầm. Phật hạ công phu ở đây. Công phu của quý vị thành thục thì hoàn cảnh tự nhiên chuyển. Chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ. Cho nên nhận thức quá khó, khó vô cùng. Ngày nay trong xã hội này, Phật pháp, cái nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp? Xã hội bây giờ, việc giả mạo hiện ra không dứt. Đồ gì cũng có giả, ngay cả thuốc cũng giả. Điều này người xưa, cái gì cũng dám làm giả, thuốc không dám làm giả. Tại sao vậy? Hại chết người, tội đó rất nặng. Bây giờ ngay cả thuốc cũng làm giả, quý vị nói như vậy được sao? Bản thân vì ham một chút lợi nhỏ, không quan tâm sống chết của người khác, tội nghiệp này nặng biết bao. Người bây giờ dám làm. Phật giáo cũng có giả, người tin Phật rất nhiều. Nếu quý vị hỏi thử, họ tin Phật là thật hay là giả? Họ gặp phải Phật pháp giả, không phải chánh pháp, điều họ tu đắc không được kết quả. Họ trồng phước không phải là phước điền thực sự, họ tạo tội nghiệp, cho rằng bản thân trồng phước, trên thực tế bản thân đang tạo nghiệp. Điều này là nói rõ chân vọng tà chánh, rất khó phân biệt đúng sai thiện ác. Nếu như chúng ta không đọc kinh nhiều, không thường xuyên tụng kinh,
rất dễ dàng mê hoặc. Mê hoặc không có năng lực phân biệt, đây chính là ngu si. Ngu si đọa vào đường súc sanh. Chúng ta cũng thường xuyên nghe thấy có một số đồng tu nói với tôi, một số đạo tràng có nhiều sinh vật rất có linh tánh, mỗi ngày lúc tụng kinh sáng tối có chim đến tham gia, mỗi ngày đến lúc tụng kinh thì có vài con chim nhỏ đậu trên cửa sổ, tụng kinh xong thì bay đi, ngày thứ hai tụng kinh nó lại bay đến, vẫn có súc sanh. Nuôi chó mèo cùng tu hành với mọi người, những con vật đó là người gì? Đời trước là người tu hành niệm Phật, đọa vào đường súc sanh. Cho nên nhìn thấy có người xuất gia, tại gia niệm Phật tụng kinh ở chỗ này, nó sanh tâm hoan hỷ đến tham gia. Ngu si đọa vào đường súc sanh, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Hai câu này là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tạo vô số nghiệp khác nhau mà cảm lấy quả báo. Câu thứ ba nói thế gian như vậy, bốn chữ này là tổng kết. Kết hai câu trước, ba chữ phía dưới rất quan trọng. Phật đều hiện. Phật hiện gì? Tùy loại hóa thân. Chư Phật Như Lai, Đại Từ Đại Bi, trong mười pháp giới Ngài hiện y hiện chánh. Y chánh đều hiện. Người đáng dùng chánh báo để độ thì hiện chánh báo. Người đáng dùng y báo để độ thì hiện y báo. Độ từ trong y báo, chúng ta nhìn thấy trong lịch sử, có người thấy nước chảy thì khai ngộ, có người nhìn thấy hoa nở trên cây thì khai ngộ. Tại sao họ nhìn thấy mỗi ngày mà không khai ngộ? Chính là thấy trong sát na đó họ khai ngộ. Sát na đó là Phật Bồ Tát thị hiện. Người bình thường chúng ta nói linh cảm, Phật Bồ Tát thị hiện. Phật Bồ Tát tuyệt đối không bỏ qua cơ duyên khai ngộ. Ứng cơ thị hiện, ứng cơ thuyết pháp. Cho nên chúng ta đang du ngoạn thưởng thức danh lam thắng cảnh, lúc thưởng ngoạn phong cảnh có cảm ngộ, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Không có chư Phật Bồ Tát thị hiện, quý vị xem mỗi ngày, ngày ngày đi chơi, tại sao không khai ngộ? Tại sao không có cảm xúc? Đương nhiên là bản thân cần có cảm, Phật Bồ Tát mới ứng. Bản thân không có cảm, tuy Phật Bồ Tát ứng, quý vị cũng không có cảm ngộ. Bản thân nhất định phải có cảm, là cảm trên tâm đạo. Tâm thường xuyên nhớ đạo, thì ngộ duyên sẽ nhiều. Nghe giảng kinh khai ngộ, niệm Phật cũng khai ngộ. Trong cuộc sống thường nhật,
thấy sắc, nghe tiếng đều có cơ hội khai ngộ. Đây là sự thật. Phật Bồ Tát giúp cho người học Phật, Phật Bồ Tát cũng giúp người không học Phật. Tại sao? Tâm Phật bình đẳng, tâm Phật tất nhiên không có khác biệt, nhất định không thiên vị. Lần này tôi ở châu Âu có nhân duyên này tiếp xúc với rất rất nhiều lãnh tụ tôn giáo, bàn đến cầu nguyện, thiền định, có thể cảm ứng với thần. Những sự việc này là sự thật, chắc chắn không phải mê tín. Đạo lý của cảm ứng là ở chỗ nào? Nhà khoa học bây giờ nói với chúng ta, những hiện tượng này của toàn bộ vũ trụ, nhà khoa học bây giờ cũng khẳng định hiện tượng này là giả. Trên kinh Phật nói mộng huyễn bào ảnh, họ khẳng định, họ thừa nhận toàn bộ hiện tượng, họ quy nạp lại chỉ là hiện tượng dao động. Điều này là nhà khoa học nói. Einstein nói đây là hiện tượng trường, không thừa nhận sự tồn tại của tất cả vạn vật. Họ khẳng định đây là hiện tượng dao động. Hiện tượng này tương ứng với Phật Pháp nói. Phật Pháp nói vô minh, vô minh chính là hiện tượng dao động. Bất giác cũng là hiện tượng dao động. Cho nên một vật chất bất kỳ đều có hiện tượng dao động. Bây giờ các nhà khoa học quan sát rất rõ ràng. Người bình thường hiểu biết nhiều nhất là sóng quang, sóng điện từ, sóng âm. Điều này hầu như tất cả chúng sanh đều khẳng định, không hề nghi ngờ. Đây là hiện tượng dao động của vật chất. Tốc độ hiện tượng dao động này hơi chậm. Hiện tượng dao động của suy nghĩ chúng ta nhanh chóng khởi tâm động niệm. Hiện tượng dao động của suy nghĩ rất nhanh. Trong sát na biến khắp hư không pháp giới. Cho nên suy nghĩ chúng ta vừa động, tận hư không biến pháp giới, người tâm địa thanh tịnh, tất cả đều cảm được. Hiện tượng này nhà khoa học chưa phát hiện. Họ phát hiện là hiện tượng dao động vật lý, hiện tượng dao động của tâm lý. Trạng thái này họ chưa nói rõ ràng. Trong Phật Pháp nói rất rõ ràng, khởi tâm động niệm biến khắp pháp giới, liền lập chu biến pháp giới. Cho nên chư Phật Bồ Tát, những thánh giả này, cho đến thiên long quỷ thần, trong quỷ thần có tu định, họ lập tức hiểu được. Đây là tại sao quý vị cầu nguyện lại có linh nghiệm. Quý vị cầu nguyện, tâm chân thành cầu nguyện thì có cảm ứng. Trong sự cầu nguyện quý vị có tự tư tự lợi,
cầu cho lợi mình hại người, không có cảm ứng này. Quý vị tuy là giáo đồ, quý vị cầu nguyện phụng sự thần minh, thần minh là đại công vô tư, thần minh nhất định không nhận hối lộ của quý vị, sẽ không nghe xưng tán hư dối của quý vị, không nghe điều đó. Tâm quý vị chân thành, vì chúng sanh, vì phước lợi của mọi người, thì lập tức có cảm ứng. Xen lẫn tự tư tự lợi, xen lẫn lợi mình hại người, quý vị cúng thần, thần cũng không đến. Đạo lý này trong sách cổ Trung Quốc ghi chép rất nhiều, gọi là thành tức linh, không thành thì không linh. Có thể thấy không liên quan đến việc quý vị có tin Phật Bồ Tát hay không. Chân thành quý vị không tin cũng linh, không thành tâm quý vị tin cũng không linh. Phật Bồ Tát như vậy, tất cả thần binh không ai không như vậy. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật đều hiện, Phật thị hiện bình đẳng, tịch tỉnh quang minh nhãn phạm dương. Ngài tu học ngộ nhập pháp môn từ chỗ này. Nhập là nhập cảnh giới Phật. Nhập cảnh giới Phật thì làm Phật, thành Phật. Tứ phần của Ngài Thanh Lương nói chứng nhập chính là ý nghĩa của chứng. Chúng ta nói chứng quả, nói thành Phật. Ngộ nhập chính là nói ý nghĩa này. Hôm nay chúng ta giảng đến chỗ này.